Thì ra xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, cách đây đúng tròn một năm, thành phố Huế mở rộng địa giới hành chính từ diện tích hơn 70 km2 lên gần 266 km2, lấy tròn sông Hương làm trục chính, trải dài từ đôi núi phía Tây biển Thuận An. Dư luận cho rằng thành phố Huế đang mở ra hướng phát triển mới, đó là từ hướng Bắc Nam của kinh đô lịch sử chuyển sang hướng Đông Tây của một đô thị hiện đại. Xung quanh câu chuyện xoay trục phát triển thành phố Huế, mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện của chúng tôi cùng với nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng trong câu chuyện văn hóa ngày hôm nay. Xin chào chị Trang, xin chào khán giả truyền hình. Thưa nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng là một người sinh ra và lớn lên ở Huế, rồi nghiên cứu về lịch sử văn hóa Huế. Thì ông có thể cho biết là Huế được hình thành như thế nào trong nhận thức con người về lịch sử và hành chính ạ? Trong nhận thức của con người nói chung thì Huế có hơn 700 năm lịch sử, là phần cột trụy của Sĩnh Lễ, quốc vương chế Mân cầu hôn công chúa Huyền Trân của Đại Việt từ năm 1306. Đó là hai châu Ô Rĩ vua Ngàn Dặm, trải dài từ bờ Nam của sông Hiểu Quảng Trị cho đến bờ Bắc của sông Thu Bồn Quảng Nam. Còn xét về địa giới hành chính của thành phố Huế thì khác, nó khiêm tốn hơn về không gian và thời gian. Mãi cho đến năm 1899, thời vua Thành Thái mới ban chỉ dụ thành lập thị xã Huế. Thì lúc ấy phạm vi thành phố Huế là kinh thành Huế và vùng phụ cận, lấy thêm một đoạn ở bờ Nam, tức là cái trục đường Lê Lợi ngày nay từ Lập Đà cho đến Cầu Ga. Và sau đó thì có 3 lần thành phố Huế được điều chỉnh về mặt quy hoạch, nhưng mà cũng không thêm bao nhiêu. Tức là người ta mở rộng thêm về phía Nam. Trong giai đoạn ấy, người ta phân thị xã Huế ra làm 9 phường và đặt tên là từ Đề Nhất Phường cho đến Đề Cửu Phường. Cho đến thời vua Bảo Đại thì người ta phân ra nội thành là gồm có 10 phường và ngoại thành thì có đến 11 phường. Thì có tên bắt đầu bằng chữ Phú, như là Phú Hòa, Phú Cát, Phú Hội, Phú Hầu, Phú Thành, mà bây giờ nó còn bàn bạc trong đời sống con người. Còn 10 phường trong nội thành thì có tên là Thái Trạch này, Trung Tích này, Trung Hầu này, Tây Linh, Tây Lộc, rồi Phú Nhơn, Huệ An, Huệ Vinh, vân vân. Vâng, với địa giới hành chính như ông đã trình bày thì hầu như là chưa bao quát hết những địa danh của Huế đã từng được người ca qua sách vở thơ ca nhạc họa. Ông chia sẻ như thế nào về điều này? Đúng là trong tiềm thức của con người thì Huế lại là một cái vùng văn hóa, nó không gọi gọn trong một cái địa giới hành chính mà của bất cứ thời nào vẽ lên trên bản đồ cả. Huế không thể tách rời những cái địa danh lịch sử, những cái di tích di sản thuộc về ngày xưa, thuộc về triều Nguyễn. Huế trong lòng người là vậy. Mà không phải đến bây giờ mà như vậy, từ thời xưa, từ thời vua Thiệu Trị khi bình chọn 20 thẳng cảnh của đất Thân Kính và nhà vua làm mỗi cảnh, mỗi bài thơ rất là đặc sắc để mà ca tụng thì đã có những địa danh như vậy. Ví dụ như có núi Ngự Bình có bài Bình Lạnh Đăng Cao, có dòng sông Hương có bài Hương Giang Hiệu Phiếm, có cả Đầm Phá Hà Trung có bài Hải Nhi Quang Ngư. Đó mới là Huế, đó là đất Thiền Kính, đó là Kính Đô, là Thuận Hóa, là Phú Trúc. Và đặc biệt là hơn 700 năm với bao nhiêu cái hồi tụ văn hóa, cái trầm tích, cái lắng đầm, cái huấn tập giữa bao nhiêu cái nền văn hóa, đặc biệt là Nho, là Phật, là Lão, thì ở Huế lại hình thành một cái tính cách con người rất đặc biệt mà hôm nay người ta gọi là tính cách Huế. Ở đâu mà con người ta sống theo cái cách sống của người Huế, ăn uống theo ẩm thực của xứ Huế, rồi quan hôn tang tế lễ nghi theo cái cung cách đặc biệt của người Huế, hay là ăn vần trang phục theo cái kiểu đường bề mà hào hoa phong nhã của xứ Huế, thì người ta cũng coi đó như là Huế. Đó là cái khái niệm Huế, nó đã vượt qua thời gian và không gian quy ước, nó thành ra một cái đặc điểm rất là đặc biệt của con người. Có phải kinh đô Huế dưới triều Nguyễn được xây dựng theo trục Nam Bắc hay không, và từ quan niệm nào mà kinh đô được phát triển theo hướng này thưa ông? Thì đúng là kinh đô Huế xưa người ta quy hoạch theo hướng Bắc Nam, và đó là căn cứ theo cái hướng ngồi của vị hoàng đế hướng về phía Nam để cai trị thiên hạ. Người ta quan điểm rằng nếu như một cái vị hoàng đế dùng cái đức độ của mình để mà cai trị thì sẽ giống như là sao bắt đầu chỉ ở một chỗ, nhưng tất cả các cái quần tính, các cái ngôi sao khác phải trầu về. Cho nên mới có thuật ngữ là Nam diện chí vương, Bắc diện chí thần, tức là vua thì quay mặt phương Nam, thần dân thì quay mặt phương Bắc. Nhưng mà trục Bắc Nam đó là một cái trục thuộc về nghi thức, chứ người ta không đặt vấn đề phát triển theo hướng Bắc Nam. Chẳng thử trên cái thực tại hiện nay chúng ta cũng có thể thấy cái hướng Nam từ phía kinh thành Huế cho đến núi Ngự Bình thì chỉ có một cái công trình rất là đơn giản, đó là cái đàn Nam Giao, và cái độ cao cũng vừa phải. Còn phía Bắc thì nó là thuộc thủy, cho nên người ta mới đặt cái vấn đề xây dựng rất nhiều cái hồ ao, sông suối và những cái khu vườn nổi tiếng đều đặt ở phương Bắc.
Nếu như đi từ điện Thái Hòa ra thì chúng ta có thể thấy được điều đó. Cho nên nếu căn cứ thêm những cái thực thể địa lý rồi những cái công trình kiến trúc còn lại ở trên cái kinh đô Huế thì chúng ta thấy rằng cái trục Bắc Nam là một cái trục nghi thức, chứ không người ta không đặt vấn đề phát triển theo cái trục Bắc Nam. Hiện nay thì có rất nhiều ý kiến cho rằng là thành phố Huế hiện đang xoay trục phát triển từ Bắc Nam sang Đông Tây. Thì ông chia sẻ như thế nào về câu chuyện này ạ? Thì đúng là hiện nay có cái dư luận người ta xoáy trục phát triển của thành phố từ Bắc Nam sang Đông Tây. Và điều đó cũng làm cho đôi người họ quan ngại. Với cái ngôn từ như vậy có vẻ như là một cái sự thay đổi quá lớn. Nhưng mà nếu nhìn nhận thật kỹ cái bản chất của vấn đề thì theo tôi nghĩ thì điều đó không phải là một cái sự thay đổi gì lớn cả. Từ xưa người ta đã cũng đã quan niệm phát triển như vậy. Cái trục Nam Bắc là một cái trục thuộc về nghi thức, không phải là trục phát triển. Nó như là một cái trục đòn xoáy để cân bằng giữa hai hướng phát triển là Tây và Đông. Và đặc biệt nhất là người ta có đặt vào đó một cái triết lý để mà phát triển rõ ràng. Ví dụ như hướng Tây thuộc về kim, nó cần tĩnh, nó không động. Cho nên người ta tập trung tất cả những cái công trình thuộc về tâm linh. Mà đặc biệt nhất là những cái đền, đài, miếu vụ. Ví dụ như từ trong đi ra ngoài chúng ta thấy có đàn xã tắc, có tấn miếu đi lên nữa thì có Văn Thánh Miếu, Võ Thánh Miếu, có Khải Thánh Từ, có Miếu Công Thần, rồi Điện Hòn Chén, có Hổ Quyền, có Điện Quái Rẽ. Đó là những cái công trình thuộc về tâm linh. Rồi phía Tây là thuộc về kim, cho nên người ta lại tập trung chùa chiền là những cái kiến trúc mà có rất nhiều pháp khí và pháp bảo bằng kim loại. Rồi phía Tây còn là phía của mặt trời lặn, cho nên tất cả những lăng tẩm của hoàng gia tập trung về phía đó. Và quan trọng nhất trong cái phát triển thành phố đó là phía Đông. Phía Đông là phía của mặt trời mọc, nó chủ về sinh sôi nảy nở, nó chủ về đơm hoa kết quả, tất cả những cái gì mà phát triển của con người về đời sống dân sinh cũng như là về hành chính, về thương mại đều tập trung ở phía Đông. Nếu như đi từ cửa Thượng Tử đi vào chẳng hạn phía Đông của Hoàng Thành, chúng ta có thể thấy được điều đó. Tiếp nữa về phía Đông thì chúng ta thấy là những cái trung tâm thương mại cũng đều nằm về phía Đông, như là chợ Đông Ba, như là ở chợ Tấn Thị, chợ Dính, rồi vào nữa là những cái khu phố buôn bán chủ yếu như là Phan Đăng Lưu, như là Huỳnh Thúc Kháng, Hàng Bè, Bạch Đằng, Chi Lăng, vân vân. Rồi xa hơn nữa thì là phố Cảng Thanh Hà, Báo Vinh, rồi Thế Lại, rồi Ngọc Ánh, đều là những cái trung tâm buôn bán ngày xưa. Thì với cái quan sát trên cái địa hình như vậy thì chúng ta thấy rằng cái phát triển chủ yếu những cái công trình về mặt dân sinh của người xưa, người ta cũng quan niệm rằng phát triển về phía Đông. Đó là phía của mặt trời mọc. Cho nên là người xưa họ cũng phát triển theo hướng Đông Tây, chứ họ không phát triển theo trục Bắc Nam. Qua những chia sẻ của ông thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là đã có một sự nhất quán trong định hướng phát triển thành phố trẻ hôm nay và kinh đô lịch sử ngày xưa. Vậy thì theo ông, trong phát triển thành phố, nhân tố nào là quan trọng nhất và phải đưa lên hàng đầu trong định hướng bảo tồn ạ? Thì đúng là khi đặt vấn đề phát triển của thành phố Huế thì luôn luôn nghĩ đến phải bảo tồn tất cả những cái kho tàng văn hóa mà cái xứ Huế đang có. Người ta gọi rằng Huế là điểm đến của 5 di sản. Thì tất nhiên để bảo vệ cho những cái di sản ấy thì đã có cái cơ quan chuyên ngành, thì chúng tôi không bàn ở đây. Cái điều chúng tôi quan tâm là kiến trúc Huế là một cái kiến trúc cảnh quan, cho nên có vô cùng nhiều những cái thực thể địa lý mà được người xưa quy hoạch và xem đó như là những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế. Thì điều đó là điều rất quan trọng cho cái sự phát triển hôm nay. Ngày xưa khi quy hoạch thành phố Huế để có được núi Ngự Bình làm tiền án, có được dòng sông Hương làm thể minh đường, rồi có được cái cồn Hến và cồn Giả Viễn để tạo thành thể tạo Thanh Long Bửu Bạch Hổ, thì cái vị trí kinh thành Huế hiện nay là vị trí phải chọn lựa, vị trí duy nhất. Mặc dù lúc bấy giờ nó rất là khó khăn bởi vì có đến hai dòng sông Kim Long và sông Bạch Yến nó chạy qua ở khu vực ấy. Thì tất cả những cái yếu tố ấy tôi nghĩ rằng chúng ta đều phải gìn giữ, đều phải có những cái cơ chế để gìn giữ nó. Tất nhiên cái yếu tố quan trọng nhất cần phải bảo tồn đó là dòng sông Hương, và bảo vệ theo từng đoàn cụ thể, có những cái pháp lý cụ thể cho từng đoàn. Để tránh tình trạng như những năm vừa qua, cứ mỗi lần có một cái công trình nào đó xây dựng lên cao thì người dân Huế lại hoang mang, lại lo âu không biết rằng những công trình này sẽ là bao nhiêu tầng, rồi sẽ cao bao nhiêu, nó có đấm toạc cái bầu trời của xứ Huế hay không. Trong cái quá trình bảo vệ thì để chúng ta thấy rằng nó có một cái sự liền mạch giữa cái kinh đô Huế ngày xưa và cái thành phố trẻ đang phát triển ngày nay thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như là núi Ngự Bình là tiền án của ngày xưa, thì nếu như trong phát triển nó có thể trở thành một cái trung tâm của một đài công viên ở phía Nam thì nó vẫn giữ được cái
cái chức năng nguyên thủy của nó là bức bình phong, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được như là một cái hương án để hồi tụ linh khí của núi sông. Thì đối với cả cái thành tổ thiên nhiên khác mà người ta đã xem là những cái bộ phận bất khả phân của kinh đô thì chúng ta cũng nên đối xử như vậy, cũng có những cái biện pháp cụ thể để bảo vệ nó. Cũng nên có một cái triết lý như người xưa về hướng Tây và hướng Đông, những cái công trình mà không ảnh hưởng đến sự trong lành của dòng nước và cái vẻ đẹp huyền thoại của con sông Hương. Và đặc biệt cái điều này nó trùng hợp với cái nghiên cứu của người Nhật sau này. Trong cái phong thủy của người Nhật, người ta cũng quan niệm như vậy. Quy hoạch thành phố như thế nào đó để cho không bao giờ che chắn những cái rặng núi ở phía Tây. Thì rất may là thành phố Huế là cho đến hôm nay thì những cái rặng núi phía Tây người ta vẫn còn chiếm ngưỡng được. Thành phố Huế thì cũng phát triển như định hướng hiện nay là cũng rất là hợp lý. Người ta cứ phát triển về phía Đông. Như người xưa cũng vậy. Phát triển về phía Đông, cứ phát triển cho đến cả cái vùng Thuận An. Và cả dọc cả cái vùng biển ấy, cả một cái dải đài Trường Sa chạy dài từ Quảng Trị vào cho đến Tùy Vân. Nếu như mà phát triển theo cái cách ấy thì nó cũng rất là thuận với cái phát triển của người xưa, không có một cái sự mâu thuẫn nào cả. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà nghiên cứu Phạm Đức Thanh Dũng đã mang đến những chia sẻ hết sức thú vị cho câu chuyện văn hóa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, địa phận thành phố Huế bây giờ bao trùm cả dòng sông Hương thơ mộng từ thượng nguồn về đến cửa biển Thuận An. Huế trở thành thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông nhất miền Trung. Đây được xem là bước quan trọng trong tiến trình đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.